Năm 1993 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng bàn của tôi. Cùng với các đồng đội như Lý Minh Chiết, Trương Hải Lam, Trần Tuấn Anh B và Nguyễn Quang Dũng, chúng tôi giúp đội Công an Nhân dân lần đầu tiên vô địch đồng đội Nam Quốc gia. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Cùng Lê Hoàng Lợi, chúng tôi giành chức vô địch đôi Nam, mở cửa cho tôi gia nhập đội tuyển quốc gia khi tôi mới 19 tuổi. Khi tôi bước vào địa điểm tập luyện của đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Bữa ăn đầu tiên ở đó gồm một bát phở gà và một hộp sữa chua. Đối với người bình thường, đó là một bữa ăn ngon và no đủ. Nhưng đối với vận động viên tập luyện cường độ cao, bữa ăn này chẳng đủ để đối phó với sự đói sớm và chúng tôi chờ mong bữa trưa. Bữa trưa thường bao gồm thịt kho trứng, món thịt xào, rau và canh. Đôi khi, chúng tôi phải ăn thịt chó, một món mà nhiều người không quen. Bữa tối cũng không khác gì bữa trưa, và nếu đói sau giờ tập luyện, chúng tôi phải tự đi ngoài ăn hoặc mua mì gói về. Các bữa ăn thường có đổi món, nhưng lựa chọn vẫn hạn chế và chúng tôi cảm thấy ngán. Để duy trì sức tập luyện, chúng tôi phải đối mặt với những bữa ăn đơn điệu và không ngon. Năm 1993 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng bàn của tôi. Cùng với các đồng đội như Lý Minh Chiết, Trương Hải Lam, Trần Tuấn Anh B và Nguyễn Quang Dũng, chúng tôi giúp đội Công an Nhân dân lần đầu tiên vô địch đồng đội Nam Quốc gia. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Cùng Lê Hoàng Lợi, chúng tôi giành chức vô địch đôi Nam, mở cửa cho tôi gia nhập đội tuyển quốc gia khi tôi mới 19 tuổi. Khi tôi bước vào địa điểm tập luyện của đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Bữa ăn đầu tiên ở đó gồm một bát phở gà và một hộp sữa chua. Đối với người bình thường, đó là một bữa ăn ngon và no đủ. Nhưng đối với vận động viên tập luyện cường độ cao, bữa ăn này chẳng đủ để đối phó với sự đói sớm và chúng tôi chờ mong bữa trưa. Bữa trưa thường bao gồm thịt kho trứng, món thịt xào, rau và canh. Đôi khi, chúng tôi phải ăn thịt chó, một món mà nhiều người không quen. Bữa tối cũng không khác gì bữa trưa, và nếu đói sau giờ tập luyện, chúng tôi phải tự đi ngoài ăn hoặc mua mì gói về. Các bữa ăn thường có đổi món, nhưng lựa chọn vẫn hạn chế và chúng tôi cảm thấy ngán. Để duy trì sức tập luyện, chúng tôi phải đối mặt với những bữa ăn đơn điệu và không ngon.